Chắc là mấy tuổi? 84. 84 à, mà con đi bạn à, bạn Rấu à? Dạ. Bạn Rấu, bạn tỉnh đó đó hả? Không, con mua ăn. À, chứ mua về ăn à, đấy lụa mấy nước ra. Dạ. À, nhà mẹ mô. Dạ, trúng cùng bà ấy. Cùng bà là khu vực đấy à? Không. Đây là kia chi đây chị ha? Mai. Dạ? Chờ mai. Chờ mai hả, khu vực chờ mai, coi chờ mai là nữa. Ôi trời, bạn cái tuổi tuổi con cũng bảo, bạn ngay kiếm được mày mày tâm. Mới mấy trăm, mấy chục. Mấy chục hả? À, hải rau ông Vương rồi đi bản hả? Ôi trời. Rau đi hại cho mưa chủ. Dạ. Còn nuôi ai nữa không mẹ? Nuôi thân chầu nồi. Nuôi chầu nồi nữa à? Nuôi con trai nuôi chứ. Trai... trai Bình. Thọ Kháng Bình hả? À, dạ. À, thôi để con giúp mẹ mày tắm đi nắm cơm hả? Đấy chứ à. Nữa nhưng mà thầy vẫn vướng 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 cái đồ từ nó khô chủ ơi, khô hỏi mẹ à, cứ rất có hồ nghèo à, già mấy năm có hồ nghèo hả? Dạ, mà không cho chi hết à, thì hồ nghèo thì bao gạo ăn hàng tháng rồi đó, không cũng có dạ mấy tháng đi cũng có chi hết dạ. Rồi nhãn có đây gặp con cần người khó khăn con giúp anh gần đi rồi 1200 rồi là chị kém xoa ở mì rồi 1200 là 400 mấy nè, bây giờ có nghe mưa gió đúng có trăm tiền rệt nè, sao mà đúng tuổi rồi bỏ bỏ cả rệt nè, bây giờ đến mắt cái rồi đi về nhà hả nấu ăn hả, rồi thôi mẹ đi cẩn thận chúc mẹ sức khỏe mẹ hả, dạ 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 thôi mẹ đi đi, dạ dạ đang chị bạn cái xe mi đó thôi mà dạ yeah. Tư mẹ ăn châu nồi mắm đi rồi thôi mẹ đi đi dạ yeah. Ôi trời mưa quá cả mấy mưa tiếp tục mưa quá mưa quá bạn mới tư từ đây dạ không bao cao 10.000 cho hồ cho 20.000 à dạ yeah, đó mấy cô quá mà thôi mẹ đi cẩn thận. Mẹ đúng 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 ở khu vực này mẹ chờ mãi đi hả? Thật là ngay bạn được mấy đứa đấy mẹ chờ mãi ngay ngấu lắm á. Bọn chú bộ buổi sáng đó hả? Dạ bạn. Bạn kêu làm chi? Bạn là đó, bạn ngay mấy đứa. À bạn ngay nữa hả? Ngay ba chú bộ đó. Dạ. Trong trong gì làm chi? Dạ. Kiếp đi làm ăn nghe bằng cái gì đi làm ăn chơi có cả gì lớn chứ là năm mấy chị mấy rồi à có bảy rồi bảy hả dạ. Năm mấy chị mấy bốn mươi nha kia cũng bằng mấy luôn à ở đây đấy hả à. Mình có cho trang bốn bảng là được không có à cho hai trăm mua tiền mua rồi trong con hả à có cái mưa gió là mang có tiền giờ đây để em ở đây ngang qua đây thì gặp nghề 84 tuổi rồi thêm một chị bạn mi ngay gặp bà chờ mãi rất là khó khăn ngay bạn bộ 50 ổ mi thôi hả à, thì mình xin ít tiền để mua sữa cho con thêm vô mua đi làm ăn khó khăn trong thất nghiệp ở nhà. Ở đây em thay mặt anh Răn đi gửi chị 200 có mua mới giỏ hôm nay khó khăn rồi chúc chị sức khỏe chị hết rồi. Đây là khu vực thuộc Tân Mỹ đấy. Để chờ chị đấy gì ha? Chị để chờ chị ha? Để chờ cô Tân đấy. Dạ Tân An hả? Dạ dạ. À dạ dạ. Ô mưa ghê ha. Chẳng chưa bị ngập nước mà hả? Dạ. À dạ dạ mưa. Cũng họp kịp thôi. À, sáng nay về mưa tiếp tục nó lạnh. Phải về đến đây vừa tạnh vừa dứt cơn mưa mọi người. Chờ Phú Tân
mai bà con buôn bán chủ yếu là hải sản, cá tôm. Ngày mai mưa gió em vui về thăm khu vực Thuận An tiếp tục. Mọi người thăm quê nha. Mưa thổi xả, mới vừa dứt cái mưa luôn mọi người. Đi trên đường thì có nhiều cái đoạn đường bị ở nước. An khu vực này là làng Tấn An, chợ Phú Tấn. Đây rất là nhiều cái tên làng Phú Tấn, Tấn An, Tấn Mỹ, Tấn Lập, nhiều lắm. Thuộc bây giờ là phường Thuận An, đây là thị trấn Thuận An. Vừa thổi xả những ngày qua tại thành phố Huế, dự báo thì có thể áp thấp nhiệt đới mạnh nhưng thanh bão đâu đó nữa đó mọi người. Dự báo trong những ngày tới là cũng có mưa lớn. Rất may là lục lần cũng chưa xảy ra tại Huế trong những ngày qua. Và đặc biệt những vùng thấp trọng thì hình như vừa có nghe thông tin thì cũng đã gặp được vùng thấp trọng ở đâu ngoài Quảng Điền. Còn tại khu vực lấn cần tại thành phố Huế thì đây cũng chưa bị ngập nặng. Hôm nay về ngang qua là những cái ngôi nhà mà bị ngập như đợt mưa trước tại Diễn Trường. Nhưng bây giờ nước khu vực đó cũng sắp sắp kịp thôi, không bằng như vừa trước. Chúng ta là đợt mưa đợt này kịp hơn đợt trước và có dừng mưa cho nên là mưa kịp. Mưa trắng trời, bà con ra đường không ạ? Đây những cái đường thấp trũng như khu vực này thì vẫn phải lội. Những cơn mưa lớn thì những con đường này là đa số bị lội. Tân Mỹ, chào thăm làng Tân Mỹ mọi người nhé. Ngay trước mặt cổng làng Tân Mỹ thì bên kia đường bị ngập nặng. Vì con đường đó những người để khi nào mưa lớn thì nó vẫn bị ngập. Hoặc là nó thấp trũng nhất khu vực này. Rất may lúc này trời dứt cơn mưa. Đây là khu vực làng Tấn Mỹ, thị trấn Thuận An đây mọi người. Còn nhiều ngôi nhà khang trang đang xây dựng. Đây có một cái cầu Tấn Mỹ, có thể cầu này không trực nhưng có những ngang qua thăm Tấn Mỹ thì phải. Qua cầu mà đi dọc theo con sông hướng ra phía biển. Hôm nay tàu thuyền làm cá rất là nhiều. Giờ đây còn là chủ yếu là làm nghề cá, đánh cá của người dân vùng biển. Bình tật này nó lắm không? Khu vực này còn đi gì này? Hỏi em tam tật hai đẹp hai anh em. Dạ, đi thẳng đây. Thẳng đi. Nhà ai ở tên kia? Hồ Giang, Hồ Quê. Hồ Quê. Hồ Quê có hai con tam tật, vừa tam tật. Dạ, đó. Em nhớ ra, dạ rồi em cảm ơn. Đây là thôn. Thôn Tân Bình. Thôn Tân Bình. Làng Tân Mỹ. Đấy chủ yếu làm cá nè. Vào thăm làng Tân Mỹ kia thì em vui cũng được vì có những cái hoàn cảnh ở đây rất khó khăn vì tan tật nghèo khổ. Cơ hội về đây thăm ở vùng biển thì cùng về thăm những nhà khó khăn thì có những nhà hảo tâm họ sẵn sàng giúp đỡ. Em vui cũng
xong luôn mọi người nhá. Làng xóm à, con vực này đông dân cư này, muốn bạn tập họa đó cũng nhiều. Và tập tiếp theo em vui sẽ đưa mọi người về đây để thăm những cái trường hợp đặc biệt, vì có những nhà hảo tâm người ta cũng thương về những hoàn cảnh khó khăn nha mọi người. Rồi cho em vui tạm dừng video tại đây, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Khi xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video của em vui. Rồi em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người.